Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc thuộc tỉnh Giang Tây, đang đối mặt với nguy cơ sắp tràn bờ trong khi mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều ngày qua. Chính quyền tỉnh Giang Tây đã phải nâng mức ứng phó lũ lên cấp 1, cấp cao nhất trong hệ thống phản ứng lũ lụt của Trung Quốc. Sáng sớm nay, mực nước Hồ Phàn Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc tại tỉnh này đã chính thức vượt mức đỉnh của trận Đại Hồng Thủy năm 1998, thiết lập mực nước cao nhất trong lịch sử. Tính đến 17 giờ ngày thứ Bảy, theo giờ địa phương, mưa lũ đã làm cho hơn 5,7 triệu người thuộc khu vực hồ này bị ảnh hưởng. 14 đê bao tại huyện Phàn Dương đứng trước nguy cơ tràn nước vỡ đê. Trong cuộc thị sát hôm thứ Bảy tại khu vực Hồ Phàn Dương, Bí thư tỉnh ủy Giang Tây Lưu Kỳ tuyên bố công tác phòng chống lũ trong toàn tỉnh đã bước vào trạng thái thời chiến. Ông Lưu Kỳ yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh dốc toàn lực phòng chống các trận lũ lớn, làm tốt công tác cứu trợ thiên tai. Ông Yu Jiabao, đại diện chính quyền địa phương cho biết, chúng tôi đã đặt nhiều bạt mới dọc theo bờ kè để ngăn gió và sóng lớn. Đến chiều nay, chúng tôi sẽ cho che chắn xong phần bờ kè dễ bị vỡ. Trong khi đó, mực nước trên sông Phú, một nhánh của sông Trường Giang trên địa bàn tỉnh Hồ Bắc cũng đã vượt đỉnh năm 1998 và phải xả lũ khẩn cấp. 3 trong số 5 sông hồ lớn tại tỉnh này đã vượt mức báo động. 10 đập nước lớn tại đây đã vượt mực nước giới hạn lũ, trong đó lớn nhất là đập Tam Hiệp vượt 7,35m. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phải trích hơn 300 triệu nhân dân tệ, gần 43 triệu đô la Mỹ từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ khẩn cấp để khôi phục cơ sở hạ tầng cho các tỉnh thành bị ảnh hưởng mưa lũ nghiêm trọng như An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc và Trùng Khánh. Nhiều địa phương tại Trung Quốc đang phải tiếp tục hứng chịu những thiệt hại nghiêm trọng về người và của do đợt mưa lũ kéo dài hơn một tháng qua. Tính tới chiều ngày thứ Sáu, Trung Quốc ghi nhận 171 người mất tích và tử vong, gần 38 triệu người bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ở 27 khu vực tỉnh thành. Chính quyền Trung Quốc đã nâng mức độ ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt trên sông Dương Tử và các khu vực ven sông, trong khi các cơn lũ vẫn tiếp tục càn quét qua miền Trung và miền Đông của nước này. Mưa lũ đã khiến ít nhất 290 ngôi nhà bị phá hủy và khoảng 2,98 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, gây thiệt hại kinh tế khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ chịu thiệt hại về người và của, mưa lũ tại Trung Quốc còn phá hủy hàng trăm di tích văn hóa lâu đời tại quốc gia này. Theo thống kê của chính quyền Trung Quốc, hơn 140 di tích văn hóa tại 11 tỉnh phía Nam nước này đã bị hư hại nặng nề do lũ lụt kể từ đầu tháng. Trong thông báo khẩn cấp của Cơ quan Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc ban hành hôm thứ Sáu vừa qua, cơ quan này đã yêu cầu chính quyền địa phương đưa ra các kế hoạch để bù đắp những điểm yếu liên quan đến việc bảo vệ các di tích văn hóa khỏi lũ lụt. Theo đó, thông báo yêu cầu các tổ chức và các bảo tàng di tích văn hóa xây dựng kế hoạch ứng phó với lũ lụt và thảm họa địa chất lớn để xử lý các rủi ro như các cây cầu cổ bị phá hủy, tường thành cổ và các cây cổ thụ bị hư hại. Theo Đại học Xây dựng và Kiến trúc Bắc Kinh, việc các di tích văn hóa cổ đại bị phá hủy một cách có chủ ý bởi các hoạt động của con người hoặc gây ra bởi các thảm họa tự nhiên như lũ lụt hoặc động đất là điều khó có thể tránh khỏi. Một khi bị hư hại, nhiều di tích văn hóa ghi lại những ký ức lịch sử quý giá của thành phố và cuộc sống của người dân sẽ rất khó có thể khôi phục trở lại dạng ban đầu. Vì vậy, để ngăn chặn chúng khỏi bị phá hủy, chính quyền địa phương nên có biện pháp quyết đoán và kịp thời để bảo vệ các di tích bị hư hại trong dòng nước lũ. Hôm thứ Năm tại Trung Quốc, cây cầu cổ 800 năm tuổi tại tỉnh Giang Tây đã bị phá hủy hoàn toàn. Cách đó 2 ngày, cây cầu Trấn Hải tại tỉnh An Huy cũng không thể chống đỡ trước cơn lũ lớn. Được xây dựng từ năm 1536, Trấn Hải là cây cầu cổ nhất của thành phố. Cả hai cây cầu trên đều là những di tích văn hóa lâu đời, từng vượt qua những cơn bão lớn trong nhiều thế kỷ. Song với sức tàn phá của thiên tai trong năm nay, các cây cầu này lại không thể trụ vững. Nhiều người cho rằng chính quyền địa phương cần nhận một phần trách nhiệm trước những mất mát này. Do quá trình đô thị hóa tại khu vực lưu vực sông, các cây cầu cổ phải chịu trọng tải giao thông lớn hơn nhiều so với mục đích thiết kế. Khi mực nước sông quá lớn và không thể chảy theo dòng tự nhiên, cây cầu càng phải chịu thêm nhiều sức nặng.
Bên cạnh đó, nước bị ô nhiễm cũng làm các trụ cầu bị xói mòn, dễ bị đứt gãy trước những sức ép lớn. Vì vậy, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành bảo tồn di tích văn hóa cổ nên theo dõi tình trạng liên tục và sửa chữa, gia cố các cầu theo định kỳ. Không chỉ vậy, nếu có thể các cây cầu mới cần được xây dựng song song với những cây cầu đang có để giảm tải lưu thông trên các kiến trúc cổ và hỗ trợ biến các cây cầu cũ thành điểm tham quan. Trung Quốc có hệ thống kiểm soát phản ứng khẩn cấp với lũ lụt, trong đó cấp 1 là cấp cao nhất. Theo dữ liệu từ Bộ Tài nguyên nước này, từ đầu tháng này, 212 con sông có mực nước đã vượt qua ngưỡng báo động, với 19 trong số đó đạt mức cao chưa từng có trong lịch sử. Trung Quốc cho rằng kết quả của biến đổi khí hậu và độ ẩm đến từ miền Đông, Ấn Độ Dương là những nguyên nhân gây ra lũ lụt, đồng thời Bắc Kinh cũng lo ngại những thay đổi dài hạn trong mô hình khí hậu khiến nước này dễ bị tổn thương hơn. Cơ quan khí tượng Trung Quốc ghi nhận sự cố do lượng mưa lớn tại Trung Quốc đã tăng 20% từ năm 1961, đặc biệt là khu vực phía Nam và Tây Nam nước này. Nghiên cứu mới tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc cho thấy thiệt hại kinh tế do lũ lụt đã tăng lên 17,3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ năm 2006 đến năm 2021. Ngoài ra, Điện Môi trường và Công cộng Trung Quốc dự báo lũ lụt sẽ gây thiệt hại nhiều hơn vì đô thị hóa và công nghiệp hóa, nhất ở những khu vực thấp. Trong quá khứ, Trung Quốc đã dành nhiều tài nguyên để xây đập, hồ chứa và kiểm soát lũ lụt. Nhưng những gì đang xảy ra tại quốc gia này cho thấy đây không phải là liều thuốc chữa bách bệnh. Số liệu mới nhất của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc trong những tháng đầu năm, các thảm họa tự nhiên từ mưa lũ trên toàn quốc đã khiến 371 người thiệt mạng và mất tích, làm sập 21.000 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế lên đến 14,5 tỷ đô la Mỹ. Hàng loạt tỉnh thành đều đã phải nâng mức cảnh báo lũ lụt Bắc, nơi có con đập Tam Hiệp đã đạt mức ứng phó lũ từ cấp 4 lên cấp 3. Riêng thành phố Vũ Hán, mức ứng phó khẩn cấp đã được nâng lên cấp đỏ là mức cao nhất. Người dân Vũ Hán một lần nữa được yêu cầu ở trong nhà và hạn chế ra ngoài. Trong khi đó, vào ngày hôm qua, lần đầu tiên trong 9 năm, Hồ Thủy Điện Tân An Giang ở Chiết Giang đã phải xả nước khẩn cấp để hạ thấp đỉnh lũ. Hồ Thủy Điện này đóng vai trò là hồ chứa chiến lược cho đồng bằng sông Trường Giang. Tỉnh An Huy đã nâng cảnh báo mưa to ở mức cao nhất màu đỏ ở hàng loạt địa phương. Ngày hôm qua, trận lũ thứ hai trong năm của sông Trường Giang đã đổ về hồ chứa tại đập Thủy Điện Tam Hiệp với mức 55.000 mét khối nước mỗi giây. Mực nước tại Thái Hồ, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo, trong khi nước ở Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang đều ở mức cao hơn thông thường. Theo quy định đánh số lũ của các con sông lớn ở Trung Quốc, khi lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 50.000 mét khối trên giây, mức nước ở trạm Liên Hoa Đường tăng đến mức cảnh báo. Chính quyền sẽ công bố và bắt đầu đánh số lũ trên sông Trường Giang. Theo dự báo, sẽ có 3 trận mưa lớn diễn ra ở lưu vực sông Trường Giang trong tuần tới. Chính quyền các địa phương được khuyến cáo tăng cường theo dõi tình hình thời tiết, cảnh giác, đề phòng những thảm họa có thể xảy ra do mưa bão và đảm bảo an toàn cho người dân. Tính đến cuối tháng trước, hơn 18 triệu người tại 26 tỉnh của Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng do lũ lụt, khiến 178 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế lên đến 29 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 3,9 tỷ đô la Mỹ. Mức phản ứng cấp 4 là mức thấp nhất trong hệ thống phản ứng 4 cấp của Trung Quốc về ứng phó thiên tai. Vụ lở đất được cho là do mưa lớn khiến ít nhất 213 người thiệt mạng, trong khi vẫn còn nhiều người khác mất tích. Theo cảnh sát địa phương, khu vực này đang có mưa lớn, tuy nhiên các công nhân đã bất chấp cảnh báo thiên tai và vẫn tiếp tục khai thác mỏ. Lực lượng cứu hộ Myanmar đã làm việc liên tục để trục vớt thi thể từ một hồ đầy bùn, tuy nhiên công tác cứu hộ đang gặp khó khăn vì mưa ngày càng nặng hạt. Sạt lở đất gây chết người khá phổ biến tại các mỏ đá quý ở Habkhan. Cũng tại khu vực này, năm 2015, một vụ lở đất đã cướp đi sinh mạng của 116 người. Thưa quý vị, vừa qua một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter làm rung chuyển vùng Đông Nam thưa dân cư trên đảo Đài Loan, Trung Quốc, khiến một tòa nhà đổ sập và một số toa tàu bị chật bánh. Đêm qua, hòn đảo này cũng ghi nhận một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter. Theo thông báo của giới chức Đài Loan cho biết, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter làm rung chuyển khu vực Đài Đông nằm ở phía đông nam hòn đảo, khiến một số cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng và rung chấn có thể cảm nhận được ở thủ phủ Đài Bắc. Giới chức Đài Loan chưa ghi nhận thông tin có người thiệt mạng. Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết hai người được xác định đang mắc kẹt trong một cửa hàng tiện lợi bị sập ở khu vực Suli, trong khi hai người khác đã được giải cứu. Một cây cầu tại Đài Đông đã bị hư hại làm 3 người bị thương ở ga đường sắt Đông Ly. Một phần mái vòm đã sập và toa tàu bị văng khỏi đường dây.
một người bị thương tại đây đã được đưa đến bệnh viện. Trận động đất cũng khiến 68 người mắc kẹt trên núi Du Lịch do đường xá bị hư hại, nhưng may mắn không ai gặp vấn đề gì về sức khỏe. Trước đó cùng ngày, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USS thông báo trận động đất kể trên mạnh 7,2 độ Richter xảy ra ở độ sâu 10 km, cách thành phố Đài Đông khoảng 50 km. Tâm chấn nằm gần địa điểm xảy ra trận động đất mạnh 6,4 độ Richter hôm qua. Được biết, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đưa ra các cảnh báo về sóng thần ngay sau trận động đất, nhưng cả hai sau đó đều gỡ bỏ. Đài Loan nằm gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo và thường xuyên ghi nhận những trận động đất có cường độ lớn nhỏ khác nhau. Năm 2022, ít nhất 100 người được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất xảy ra ở miền nam đảo Đài Loan. Năm 2016, trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã cướp đi 2.000 sinh mạng trên hòn đảo. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, một trận động đất lớn có độ lớn là 6,5 độ Richter đã xảy ra tại địa điểm cách khu vực Ngọc Vĩnh của đảo Đài Loan 91 km về phía đông và tâm chấn có độ sâu 7,3 km ở Đài Đông. Hãng tin Reuters cho biết thêm, trận động đất đã làm rung chuyển khu vực đông nam đảo Đài Loan. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người và tài sản. Theo Cục Thời tiết Đài Loan, tâm chấn của trận động đất có độ sâu 7,3 km ở hạ Đài Đông, là khu vực dân cư thưa thớt. Các địa phương khác cũng cảm nhận được cơn địa chấn này. Các tòa nhà cao tầng ở Đài Bắc ghi nhận rung lắc nhẹ. Trước đó, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc thông báo trận động đất có độ lớn 6,5 độ Richter với tâm chấn ở độ sâu 10 km do nằm ở khu vực giao nhau giữa hai mảng kiến tạo vỏ trái đất. Đài Loan thường chứng kiến các trận động đất cũng vào năm 2016, một trận động đất xảy ra tại khu vực phía nam Đài Loan và đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. Một trận động đất khác có độ lớn 7,3 độ Richter xảy ra trước đó đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.